tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 là một khúc ca cho mỗi nhà. Hãy đến cùng tôi người ơi, mình trao cho nhau biết bao nụ cười. Yeah yeah yeah, có đâu xa xôi tình thân, ở cạnh bên ngay mình thôi, rồi mong có nhau mình cùng sẽ chia hết bao vui buồn dâu đôi khi ta giận hờn, yêu làm nhau cho nhau biết bao là ăn chăng. Bà con xa cũng bằng lát xin gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tiền cùng một ngày sinh ra, nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Bà con xa cũng bằng lát xin gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tiền cùng một ngày sinh ra, nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Dạ cẩn thận nghe chưa hai đứa. Anh lên ký em đi, ký á, ký gì vậy? Em biết kêu ký, đang quan sát chung cư thì nhiên kêu ký. Trời ơi, anh nghĩ sao vậy, có ai khùng mà kêu người ta ký đầu mình không? Chứ làm gì? Em kêu anh là kêu ký tên đây nè. À, ủa tiền lương anh lãnh rồi mà ký gì hoài vậy? Không có phải tiền lương. À, tiền thưởng đúng không? Anh làm việc quá chuyên nghiệp đúng không? Anh làm việc kiểu như có trách nhiệm cho nên là được chung cư thưởng đúng không? Đây này, đây này, ký liền. Rồi, rồi, đúng rồi, không chỉ mà anh luôn, cả gia đình anh luôn, mà không chỉ gia đình anh luôn, gia đình của chị Thúy Loan luôn. Trời ơi, gia đình anh với Thúy Loan đường luôn hả? Đúng. Vậy chắc chắn cái này là gia đình hạnh phúc đúng không? Hơn nữa. Gia đình văn hóa. Trời ơi, cái đó tầm thường. Gia đình vui nhộn. Gia đình kiếm chuyện. Em mới kiếm chuyện nha Yến nha. Kiếm chuyện cái gì? Nè đừng có tưởng cái chức mà quản lý truyền thông của ban quản trị nhỏ xíu mà em muốn nói gì em nói hay chưa? Em đang nói cái chuyện mà hả, phun thuốc mà trừ dịch bệnh đó. Bây giờ cả chung cư mình ký hết rồi, chỉ còn gia đình của anh với gia đình chị Thúy Loan thôi đó. Cái gì? Cả chung cư ký hết còn gia đình anh và Thúy Loan? Đúng rồi, bữa giờ em cứ qua nhà vợ anh xong mà vợ anh cứ kiểu trốn tránh rồi không gặp em, rồi em cũng không biết sao hôm nay em gặp anh nè. Em phải kêu anh ký cho bằng được. Sao giờ anh không ký? Sao em biết, anh hỏi vợ anh đi chứ. Sao Thúy Loan không ký ta? Thì cái chuyện Thúy Loan không ký là chuyện của chị Thúy Loan, còn vợ anh không ký thì anh là chồng thì anh đứng ra anh giải quyết đi. Không, anh là chồng đúng rồi. Bây giờ có cái chuyện gì á, lớn nhỏ gì đó, em cứ báo cho anh hết. Bởi vì anh là một người đàn ông trụ cột cho gia đình mà. Tuyệt vời. Em báo anh đi, anh về anh xin vợ anh. Trời ơi anh Tuấn ơi, cái chuyện nhỏ xíu này mà anh cũng phải đợi anh xin vợ anh rồi mấy cái chuyện lớn sao? Thì cũng xin luôn. Trời. Tại vì vợ anh là có quyết định hết trong nhà, anh là trụ cột thôi, chứ vợ anh là người ký cuối cùng, em hiểu không? Bây giờ anh có, bây giờ em hỏi lần cuối này anh có ký không để biết được em tính. Thì bây giờ nói tóm lại là anh ký là cả cái chung cư mình được phun thuốc đúng không? Thì đúng rồi, bây giờ đang chờ chữ ký của anh với chị Thúy Loan thôi đó. Được rồi. Mà sao vợ anh không ký ta? Cái đó là anh vậy, anh hỏi vợ anh. Không có, anh em bắt đầu bật anh rồi đó nha. Không phải, anh muốn ký thiệt, nhưng mà tại vì anh vẫn thắc mắc là tại sao vợ anh không ký. Em nói thiệt tại đó. Vì anh đang nghĩ như vậy nè, vợ anh rất là thông minh. Thông minh? Đúng, vợ anh rất là thông minh, nhạy bén, tinh tế nữa. Cho nên vợ anh không ký thì chắc chắn có lý do gì đó, em hiểu không? Rất hàng luôn á. Em đã từng một thời là fan của anh á, mà bây giờ anh nói vậy á thì thôi, coi như là hôm nay gặp anh coi như là vô ích đi vậy nha. Thôi Yến, anh sẽ ký bởi vì em từng là fan hâm mộ của anh. Ok, được lắm, em bắt đầu thích anh lại rồi đó anh. Rất lâu nhưng mà trước khi ký em lúc này em vệ sinh lắm. Sao? Em môi trường bảo vệ lắm. Tại vì mình phải có cái chiến dịch mình phòng ngừa. Đây đây. Phòng ngừa là cái gì? Phòng ngừa em á. Đây rồi. Đây đây. Anh rửa tay đi, rửa tay đi. Rửa phía ngoài nữa anh. Phía ngoài từng kẽ ngón tay luôn. Đúng rồi. Sạch sẽ đó rồi. Bây giờ ký đi. Trời ơi, trời ơi, không có cái gì hết trơn á. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Xém nữa tôi ký lên người cô rồi đó. Không có ký gì hết trơn ở đây á. Cái gì trẻ em lại chứ? Chị đã nói sao? Là không có ký mà em lại ở đây em còn ép Thanh Tuấn ký nữa là sao hả Yến? Sao em kỳ cục quá vậy hả? Kỳ cục hả? Im đi, còn anh nữa. Thôi. Trời đất ơi, từ khi nào mà có cái thói quen làm việc á mà không hỏi ý kiến vợ mình hả? Tự quyết định vậy? Cái gì? Nói nghe nè. Nói chuyện á, mình bớt phung phung về phía trước, hiểu không? Nói chuyện đừng có... Mà ổng có bệnh ý. Yên tâm. Ờ, vậy thì thôi, gỡ xuống nói chuyện nha. Ừ. Đâu có muốn ký đâu. Vậy chứ sao? Yến nó ép, nó đánh quá trời luôn. Trời
Trời ơi, nghiệp coi kìa. Trời đất ơi, Yến ơi là Yến. Mình bịt khẩu trang lại, rồi mình về mình rửa hai xà bông là phòng ngừa được thôi, mắc gì phun thuốc chứ tốn tiền quá. Đúng rồi, anh thấy hợp lý á, hợp lý á. Phun thuốc để mình bảo vệ tính mạng cho tất cả người dân trong chung cư, mà bây giờ cả chung cư đồng ý thì mới được phun, bây giờ còn hai anh chị nữa đó. Bây giờ mình chỉ cần kéo một cái là bây giờ đợi hai anh chị là mình phun thuốc thôi. Mà sao anh chị mà cứ khó khăn cái chuyện này hoài vậy? Thì bây giờ mình đeo khẩu trang đồ rửa tay là được rồi. Được rồi. Thì đúng rồi, chị thấy không có cần thiết đâu. Với lại cái ngày phun thuốc á là chị đi coi phong thủy rồi. Phong thủy liên quan cái gì? Cái hướng gió nó tốt dữ lắm, hôm đó em chỉ cần phun thuốc thôi, gió nó bạc nhà chị hướng ké khỏi đóng tiền chứ tốn tiền nha em. Ê, nghe nó rất vô lý luôn á. Nhưng mà nó thuyết phục. Trời hay rất hay ho thật sự, ý của chị Loan hay ho lắm. Anh cũng nghĩ vậy, nhà anh cũng hướng gió đông nam đó. Nhà anh với chị Thúy Lan ngược hướng á. Thì anh qua nhà Thúy Lan ở vài hôm. Anh kêu quay riêng của gia đình đó ở. Vậy mà anh cũng nói được luôn hả? Với lại nhà chị em đừng nói gì hết á, nhà chị phòng chống dịch hả, là ta nói tươm tất chu đáo hết rồi, không có bệnh hoạn gì đó, yên tâm. Cuối cùng là anh chị sợ đóng tiền thôi đúng không? Không phải, nhưng mà chị thấy là nó không có cần thiết. Rồi được rồi, em hiểu rồi, em hiểu vấn đề rồi. Được rồi, ngày mai thì mốt em sẽ lên ban quản trị, ban quản lý em sẽ nói là cái tiền lương tháng này nè mình trừ thẳng vào đó. Không có được nha. Nè, sống chết là đụng chạm vô tiền lương là sống chết liền nghe chưa? Đúng rồi. Sống chết cái này là hãy bảo vệ tính mạng cho anh chị an toàn thôi, chứ có được ai đâu mà anh chị làm cái gì khó khăn vậy. Thôi thì có gì thì cũng từ từ, đừng có lớn tiếng vậy. Thì suy nghĩ lại đã, thì đóng không? Bây giờ chị có ký không nè? Thì tôi Tôi chị đi. Không bao giờ ký. Anh nói là anh ký đi. Rồi chị. Trời ơi, một người vì mọi người đi mà. Yến thì chị không ký được kìa. Bình tĩnh lại. Anh không ký đúng không? Nóng tính vậy thôi. Dạ. Thôi được rồi, bây giờ anh trước mắt anh cứ ký chứ cho em đi. Chứ anh thì anh cũng không ký đâu. Giờ anh la chết. Vậy thôi. Có chuyện gì vậy? Bể xô nữa hả? Bể xô còn không quan trọng bằng cái này nữa. Sao? Hay là chuyện công ty, chuyện chung cư? Chứ còn gì nữa. Chị Loan với anh Tuấn đó, tôi không hiểu sao luôn á, tôi thuyết phục mà không chịu ký. Anh Tuấn á thì nói là vợ mình không ký thì mình không ký luôn. Tôi không hiểu ảnh luôn á. Bởi vậy mà nhiều khi á chị Ngọc không có biết được tầm quan trọng của chuyện này đâu. Còn anh Tuấn á thì kinh tế giờ này cũng đang khó khăn, cho nên là chắc là anh cũng vậy đó. Mà tôi tức cái gì biết không? Không lẽ bây giờ á vì hai người này thôi á mà mình hả không phun thuốc, mà bây giờ có phun đi chăng nữa cũng không thể nào mà hả trừ hai cái nhà đó ra được hết á. Cỡ nào nó cũng phải bay vô thì mình không lẽ mình làm vậy được. Hay là tôi tính vậy nè, cái tiền mà đóng cho phun thuốc cũng không có đáng bao nhiêu hết trơn á, hay là tôi với bà vẫn cứ ghi tên hai cái đó vô, xong rồi hai tụi mình share nhau rồi đóng tiền giùm, chịu không? Đi ra ngoài đây. Đi ra ngoài đây. Tôi cái gì bà mình đi ra đây. Cái gì chứ? Trời, lợi dụng tôi hả? Lợi dụng. Đi ra coi. Tôi đã nói rằng cái này cuối cùng là của tôi. Đi ra ngoài xuống. Bỏ im cho tôi. Để tôi hỏi. Dạ. Em có chốt danh sách phun thuốc chưa? Dạ. Chốt chưa? Dạ em chốt rồi, ngày mai người ta xuống phun. Thấy chưa? Tại chị á. Tại anh á. Bình tĩnh lại. Nè Yến, bây giờ mình có thể mình len lỏi vào cái danh sách đó thêm một tên của gia đình anh được không? Đúng rồi. Gia đình anh thôi. Gia đình anh thôi nha, một gia đình anh thôi. Gia đình tôi nữa, anh sao ích kỷ quá vậy? Ích kỷ gì cũng tại chị đó. Không cần cãi đâu, em len không nổi, tại vì cái khoảng cách em ghi á nó sát rạc, không có len được, cho nên là em chốt hết rồi. Em gửi ly luôn rồi. Vậy mình ghi ngoài cái lề được không? Cái lề á mình. Cái lề hả? Cái lề em vẽ hoa lá trang trí vô để em có thiện cảm rồi. Em rảnh dữ vậy em? Dạ em rảnh mà, tại vì em đợi chờ anh chị không chịu ký á. Anh em thấy anh đặt bút không? Đúng rồi. Là đó, nhưng mà giờ anh không cho. Không, tại Thúy Lan cản anh. Anh nói gì vậy? Khùng quá. Trời ơi, chị mà chị nói thiệt nha. Chị sợ chết lắm em ơi. Đâu, em nhớ là chị nói với em á là đừng có phun. Tại vì phun như vậy á là tốn kém, với lại á dù sao phun á gió, cái coi phun thủy á gió sẽ tạt vào nhà của chị hưởng kém rồi. Thôi thì bây giờ mình tăng tiền được, tăng tiền. Bây giờ tụi anh tăng tiền gấp đôi được không? Gấp đôi. Hiểu không? Bây giờ tụi anh bây giờ tăng tiền gấp đôi cho tụi anh nha. Bây giờ tụi anh thấy cái tầm quan trọng của cái này rồi, hiểu đúng không? Đúng rồi. Sức khỏe là trên hết. Đúng rồi. Với lại giờ anh có con nhỏ đồ này nọ, vợ anh mang. Anh có biết nickname khi đi hành nghề của em là nickname gì không? Nickname gì vậy? Hằng Cương Quyết á. Hằng là em ạ. Là em á, là Yến Cương. Nickname của em là tên Yến. Em đâu hề là em tên Hằng đúng không? Đúng rồi. Hằng Hoàng Yến Hằng.
là em á, có nhiều người ta gọi em Hoàng Yến, có người, tại người ta nói em giống chị Hằng Nga quá. Tên nào em cũng đẹp hết. Đúng rồi, cái tên nào nhìn em đặt vô nhìn. Em cũng sang hết. Cho nên em cương quyết rồi, em không có thêm vô được nha. Vậy nha. Bình tĩnh, để xuống. Gấp 3 nha, gấp 3 tiền nha. Gấp 3 thì em không biết sao, nhưng mà bạn của mình thì thấy sao ta? Khoan, em nói giùm anh một tí. Nãy giờ thì em chọc anh chị. Đâu có nói chọc, nó thiệt mà. Thôi được rồi, tụi em đã ghi tên hai anh chị vô danh sách rồi đó. Tụi em định đó là đóng tiền giùm nếu nhưng mà hai anh chị không chịu ký. Ôi trời ơi, tụi em vừa đẹp người mà đẹp đẹp nết nữa. Trời ơi. Cảm ơn hai đứa nha. Cảm ơn hai đứa nhiều nha. Thấy chưa, vậy vừa được phun thuốc vừa tốn tiền. Trước khi ok, đừng vội vui. Cho em xin cái tiền hồi nãy anh chị hứa là gấp 3 đó. Gấp 4 gì đó. Cái gì? Không chịu. Gấp 4. Ký tên. Thôi em ký luôn rồi, ký cho có lệ thôi. Phun liền cho anh nha. Rồi cảm ơn hai đứa nhiều nha. Ký cho có lệ thôi, chứ thật ra chủ yếu là đóng tiền. Người nghèo khó, người giàu sang, chẳng hề gì.